Lật cầu cáp treo, du khách bị treo ngược trên không. Gần đây, đoạn video ghi lại cảnh cây cầu cáp treo nổi tiếng ở Lạc Dương, Hà Nam bất ngờ bị lật khiến nhiều du khách treo ngược giữa không trung đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc. Sự việc xảy ra vào ngày 13 tháng 2 tại khu thắng cảnh Đại Hiệp Cốc. Video đăng tải lên mạng cho thấy cây cầu cáp thép bất ngờ bị lật ngược, nhiều du khách bị treo ngược cách mặt đất khoảng chục mét. Đầu của hầu hết du khách đều chúc xuống đất, chân treo ngược lên, nhưng may mắn là họ đều thắt dây an toàn. Một du khách họ Trần cho biết, tôi bị treo ở đây gần 4 tiếng đồng hồ, từ 10 giờ 30 đến giờ, không được ăn uống gì, sau đó có gió lớn khiến cáp treo rung lắc liên tục. Theo trang web của khu thắng cảnh này, đây là một cây cầu cáp thép được xây dựng trên vách đá, với tổng chiều dài 88m và chiều cao 36m. Trước những lo ngại của cư dân mạng, nhân viên Cục Văn hóa và Du lịch quận Tân An cho biết, công trình này đã vượt qua bài kiểm tra của bên thứ ba vào tháng 7 năm 2023. Dự án đang bị tạm dừng để kiểm tra. Trả lời kết quả kiểm tra, nhân viên này nói rằng không có vấn đề gì về an toàn, chỉ là khách du lịch tự rung lắc. Cầu được bảo hiểm kép, có dây an toàn và khóa an toàn, chỉ là họ tự mình lắc quá mạnh thế thôi. Về tình hình của du khách, nhân viên này cho biết, có hai nhân viên đang làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho công trình này. Họ cũng đưa ra những lời nhắc nhở, cảnh báo vào thời điểm đó. Những người treo lơ lửng trên không đã trở về vị trí an toàn. Công trình đã hoàn thành đợt kiểm tra một cách tốt đẹp, du khách không hề bị thương. Khi du khách xuống, họ nói chỉ chơi vui thôi. Đáp lại một số cư dân mạng Weibo đã thốt lên. Thật đáng sợ, cây cầu này đáng lẽ phải bị hủy bỏ từ lâu rồi. Nguy hiểm quá, ôi trời, may mắn là có dây an toàn, nếu không thì không chết cũng tàn phế. Tai nạn kiểu này không chỉ là lần một, lần hai, lẽ nào tất cả các khu danh lam thắng cảnh đều không coi trọng sao? Một số cư dân mạng ở Hà Nam chỉ ra rằng, đơn vị phụ trách khu danh lam thắng cảnh này không được phép nói một cách đơn phương, hãy để du khách tự nói. Một số cư dân mạng còn chỉ trích, dù là do khách du lịch cố ý lắc thì lẽ ra cũng không nên lật đến mức này. Cây cầu cáp thép này có phải là cây cầu đoạt mệnh không? Chất lượng quá kém, quá đáng sợ.